Kỳ họp lần thứ 7 Ủy ban hỗn hợp về hợp tác kinh tế khoa học kỹ thuật Việt Nam Indonesia vừa được tổ chức tại Hà Nội dưới sự đồng chủ trì của Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh và Bộ trưởng Bộ Thương mại Indonesia Egaritiaso Lukita. Tại kỳ họp, hai bên đã trao đổi, thảo luận và thống nhất nhiều biện pháp cụ thể nhằm thúc đẩy hơn nữa quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước, đặc biệt trong các lĩnh vực thương mại, công nghiệp, năng lượng, tài nguyên khoáng sản, đầu tư, nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản. Kết thúc phiên họp toàn thể, hai bộ trưởng đã thay mặt chính phủ hai bên ký biên bản kỳ họp lần thứ 7 Ủy ban hỗn hợp về hợp tác kinh tế khoa học kỹ thuật giữa hai nước.